Vâng, Nội thất Tuấn Ông xin kính chào quý khách. Và hôm nay thì Nội thất Tuấn Ông vừa mới cho ra lò một cây đồng hồ cô tiên, hàng rất chi là đẹp các bạn nhé. Hàng này là cây bên em vừa mới phun xong và chưa có chủ. Thì em muốn quay lên đây để các bác nào đang muốn ngắm đồng hồ cô tiên hay là muốn mua đồng hồ cô tiên của xưởng bên em cũng như các mẫu của các cơ sở khác trên thị trường có thể biết được những cái mẫu đồng hồ này của bên em thôi nhé. Và nếu các bác yêu thích có thể lựa chọn những mẫu đồng hồ cô tiên này để lắp ráp cho ngôi nhà nhà mình. Cái cây này thì bên em sẽ làm bằng chất liệu nờ gỗ hương đá của Nam Phi. Hàng cao sẽ là 2m25 tính từ trên đỉnh xuống phía dưới chân. Rộng là 88 phân và sâu là 55 phân mọi nhá. Cây này thì hàng rất đẹp, một cái cây hàng mà em phải nói là ưng ý nhất trong những cái cây đồng hồ và vừa mới hoàn thiện xong, chưa có chủ nhân mọi nhá. Em xin nhắc lại là cây đồng hồ cô tiên chưa có chủ nhân. Các bác nào yêu mến có thể nhanh tay liên hệ với xưởng đây, em sẽ quay qua cho các bác xem hình ảnh. Hình ảnh thực tế các bạn nhìn thấy này, đường nét họa tiết hoa văn được đục chạm trổ thủ công mỹ nghệ bằng tay rất chi là tỉ mỉ. Và những phần đục lèn này là đục máy rồi nhá, tỉa bằng tay. Hàng giáp rất chi là đẹp và cái phần vành này của yếm dạ này của BM là có độ dày 5 phân cơ. Độ dày 5 phân. Đây các bạn nhìn thấy. Yếm dạ có độ dày là 5 phân và hoàn thiện kỹ càng tỉ mỉ từ trên đỉnh xuống phía dưới chân. Các góc cạnh nhỏ nhất thì BM đều hoàn thiện trên nóc các thứ này. Các bạn nhìn thấy đánh dây giáp trà lu rất mịn một nhá. Hàng tuyển vân chọn gỗ rất chi là đều. Đấy mọi người nhìn thấy đây. Hàng rất chi là đều mọi nhá. Đây, từ trên xuống dưới hoàng quá đẹp luôn. Phần phía sau lưng của bên em cũng được hoàn thiện nhấn và mịn. Đây các bác nhìn thấy đây. Rất mịn mọi nhá. Rất mịn, kể cả các bác để cầu thang, để khu vực nào mà muốn nhìn ở đằng sau lưng vào cũng không phải sợ lo là hàng xấu hàng gì đó. Đó các bác yên tâm là không phải đây là một cái mẫu cây mà bên em rất chi là ưng ý, hoàn thiện ra và được rất chi là nhiều người thợ phun, thợ giấy giáp, trà lu đánh giấy giáp hoàn thiện tỉ mỉ nhất các bác nhá. Đây, hông hoa hồng đây, đục rất sâu rồi nhá, đục rất sâu. Tay các thứ này, tay đồng hồ được của cô tiên được ghép nối ở phần tay này và ghép nối rất chi là tỉ mỉ. Các bác nhìn xa không thể nhìn biết đâu là phần ghép các bác nhá. Và cô này nó rất chi là đều màu. Đấy, rất đều màu. Tay rất trắng các bác nhá. Tay rất trắng và vân của cô tiên này thì được sáng, vân sáng các bác nhá. Không có động quá mà không có nhạt quá và được hàng được tuyển ký rất chi là kỹ càng. Đây các bác nhìn thấy này, rất kỹ càng rồi nhá. Nắp sau lưng đây. Đấy, cô tiên tiểu đồng nhỏ mọi người nhá. Một cô tiên tiểu đồng nhỏ ở phía dưới chân bệ, chúng ta có và hai trên và một dưới. Kết hợp với phần bệ của bên em cũng là được làm bệ rất chi là dày. Bệ của bên em là bệ dày 4 cm cơ. 4 cm các bác nhá. Đây, bệ trên bệ dưới đây. Các bác nhìn thấy này. Bệ dưới cùng là 2,5, bệ trên này là 4 cm và có thêm những phần chỉ nữa. Cô tiên của bên em thì cô tiên có độ cao là, cô tiên này là cao là 1m1 rồi nhá. Cao là 1m1. Đấy, cô tiên được làm bằng nguyên khối. Cô tiên của bên em là cô tiên nguyên khối mọi người nhá. Đây. Hậu hồi đều liền. Cô tiên là cô tiên nguyên khối, nắp bằng phụ kiện bằng nhôm. Nắp bằng phụ kiện bằng nhôm. Các bác nào yêu mến đồng hồ cô tiên có thể lựa chọn xưởng bên em để lựa chọn hàng nhé. Hàng cam kết với các bác là sờ vào nhẫn nhụi mịn và không có tì vết một ít nào. Các bác nào đã mua xưởng bên em có thể biết được hàng xưởng bên em. Ok, các bác nào yêu thích có thể liên hệ trực tiếp với xưởng. Cây này thì bên em đang để giá cho người 13 triệu nhưng khuyến mại thêm 100 còn 12 triệu 900 nghìn cho đẹp. 12 triệu 900, nếu các bác nắp bằng phụ kiện bằng đồng là 14 triệu 500 nghìn mọi nhá. 14 triệu 500 nghìn cho đồng và nhôm như thế này là 12 triệu 900 nghìn đã. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo nhé. Ngoài ra các đồng hồ khác đây, rất nhiều. Bên em thì là tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hào, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0961033970, các bác có thể liên hệ trực tiếp để đặt hàng các bác nhé.